Là lao động tự do, trước thực trạng mặt hàng xăng dầu tăng cao trong thời gian gần đây, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của gia đình anh Trần Văn Cương ở phường Trung Đô, thành phố Vinh. Với thu nhập không ổn định của cả hai vợ chồng, lại phải lo cho các con ăn học. Giờ cộng thêm việc chi phí mỗi tháng cho tiền xăng tăng thêm 20%, khiến anh không khỏi lo lắng. Lao động chúng tôi mà làm trong thành phố này thì một tháng cũng vòn vòn khoảng 1,5 triệu đến hơn 1,5 triệu tiền xăng. Đó, thì mỗi chắc tiền xăng không, thì cộng với dư giá cả tăng thì có thể là nó đuổi thêm khoảng 20% nữa, thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Làm lao động thì thu nhập thì bấp bênh. Đối với các đơn vị vận tải, việc biến động giá cả lại càng tác động lớn hơn. Là một trong những đơn vị kinh doanh loại hình xe buýt lớn nhất tỉnh với 100 đầu xe, Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc chi nhánh Nghệ An đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi giá nhiên liệu liên tục biến động tăng. Hiện công ty chỉ có thể hoạt động cầm chừng. Với cái lĩnh vực kinh doanh vận tải, chi phí xăng dầu là chiếm đến 60% về chi phí đầu vào, dẫn đến khi xăng dầu có những yếu biến động tăng cao, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận hành và sửa chữa phương tiện. Trong biến động chung của 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính hiện nay, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước. Cao nhất là nhóm giao thông tăng 3,85%, lương thực tăng trung bình 3,28%, các loại rau tăng 1,52%, gia cầm tăng 1,23%. Để ứng phó với tình hình hiện tại, biện pháp hiệu quả nhất được nhiều người dân áp dụng đó là tiết kiệm tối đa chi tiêu. Chúng tôi thấy là hiện nay là trên thị trường tất cả các loại hàng hóa đều tăng giá. Đời sống của người dân khá khó khăn. Bây giờ biện pháp duy nhất là chúng tôi chỉ có biết là tiết kiệm chi tiêu, làm sao bảo đảm cuộc sống tối thiểu của từng gia đình. Cùng với đó, việc kiểm soát các loại hàng hóa, giá cả cũng được xem là yêu cầu quan trọng trước tình hình hiện tại để phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi lợi dụng biến động hiện nay để trục lợi. Chúng tôi cũng chỉ đạo các đội tăng cường công tác nắm địa bàn, đồng thời cũng nắm cái tình hình diễn biến của thị trường trên địa bàn để chủ động nắm cái diễn biến, có cái kế hoạch và các cái phương pháp để đấu tranh kiểm soát cái tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và các cái đột biến trong cái diễn biến của thị trường. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, những biến động về giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn tới đời sống, kinh doanh. Vì vậy rất cần những giải pháp đồng bộ từ các cơ quan chức năng nhằm ổn định tình hình.